Tử vi tuổi Quý Hợi 1983 tháng 12 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý anh chị thân mến, từ cổ xưa đã có câu mệnh tại thiên, vận tại nhân, mang hàm ý rằng mệnh là do ông trời định đoạt, còn vận thì nằm trong tay ta và chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy trên thế gian này, mỗi sinh mạng là một cuộc đời, một câu chuyện khác nhau. Có người vừa sinh ra đã ngập thìa vàng, cả đời sống trong nhung lụa, sung sướng, sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Có người thì tuổi trung niên vạn phần vất vả, nhưng về già lại được cuộc sống bình yên, khỏe mạnh. Có người thì tuổi trẻ và danh thiên hạ, người người kính trọng, nhưng những năm tháng cuối đời. Nhưng những năm tháng cuối đời lại sống trong cô đơn, thiếu thốn. Và vận mệnh hoàn toàn có thể thay đổi nếu biết tích đức và hóa giải những tai ương. Và ngày hôm nay, trong chuỗi hành trình luận giải tử vi, chúng ta sẽ tìm hiểu vận trình những gia chủ tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 diễn ra như thế nào. Chi tiết cát hung, nạp vận ra sao trong tháng 12 âm lịch. Hãy cùng theo dõi video ngay sau đây của chúng tôi để nhận được lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt trong tháng này, Thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại hiện trên màn hình. Quan tháng 12 âm lịch năm 2020. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 và kết thúc vào ngày 30 tháng 12, tức ngày 13 tháng 1 đến ngày 11 tháng 2 dương lịch. Tháng Kỷ Sửu có nạp âm là Phích Lịch Hỏa, tháng Sửu lục hợp Tý, tam hợp Tỵ và dậu thành Kim Cục, xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn, Tuyệt Mùi. Đối với những người tuổi Quý Hợi trong tháng 12 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 9 tháng 12, tức ngày 21 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Tỵ. Thứ hai là ngày âm lịch 21 tháng 12, tức ngày mùng 2 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Tân Tỵ. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Quý Hợi trong tháng 12 âm lịch năm Canh Tý 2020. Đầu tiên là ngày âm lịch mùng 6 tháng 12, tức ngày 18 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Bính Dần, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Thứ hai là ngày âm lịch 18 tháng 12, tức ngày 30 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Dần, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Thứ ba là ngày âm lịch 30 tháng 12, tức ngày 11 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Canh Dần, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Đây là ba ngày không được cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình. Tổng quan về tử vi tuổi Quý Hợi 1983. Trong tháng 12 âm lịch này, xem tử vi năm Canh Tý của tuổi Quý Hợi cho thấy rằng tháng 12 là một tháng khá tốt cho sự phát triển của sự nghiệp. Tuy nhiên, trong tháng bản mệnh sẽ đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt, bị ảnh hưởng quá nhiều bởi ý kiến chủ quan của mình. Về mặt sức khỏe, người tuổi Quý Hợi cần chú ý bồi dưỡng cơ thể.
Đặc biệt nên tìm cách để hóa giải căng thẳng tinh thần. Nếu chính bạn không biết thoát ra khỏi những áp lực vô hình thì có lẽ chẳng ai có thể giúp được bạn. Kỷ âm thổ gặp hợi âm thủy nên gọi là thất sát. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Quý Hợi nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh, đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Hơn nữa, những gia chủ tuổi Quý Hợi vốn mang bên mình tính tình hiền lành, lại thêm phần tin người quá, dẫn đến tuổi trẻ nhiều phen còn lần đận. Nhìn bù lại, họ được trời phú cho trí tuệ, sự thông minh và một bản chất của người nghệ sĩ sống thư thái, an nhàn. Trong tháng này, các gia chủ Quý Hợi sẽ cần chú ý ngày âm lịch mùng 9 tháng 12, tức ngày 21 tháng 1 dương lịch, có nạp sát là Kỷ Tỵ. Đây là ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Hợi. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Để may mắn, thuận lợi trong công danh, tài lộc, quý gia chủ tuổi Quý Hợi nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ về sự nghiệp. Bước sang tháng 12 âm lịch, đây là tháng mà mọi việc tiến triển rất thuận lợi cho gia chủ tuổi Quý Hợi. Bạn khá tự tin trong việc thực hiện mọi việc theo kế hoạch vì chúng đều đã là thế mạnh của bạn. Trong tháng 12, bạn sẽ có rất nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp. Các chuyến đi công tác xa có thể là bước ngoặt để nâng tầm sự nghiệp của bạn. Sự chuyên nghiệp trong cách giải quyết vấn đề và những kinh nghiệm làm việc của bạn được sếp đánh giá cao và việc thăng chức sẽ nằm trong tầm tay. Vì những người kinh doanh buôn bán thời điểm này cũng rất tốt để mở rộng kinh doanh. Vận đến nhưng bạn không được chủ quan hay tự mãn mà cần tăng cường nhân sự quản lý và có kế hoạch phát triển kinh doanh dài hạn để hạn chế những rủi ro có thể xảy đến. Ngoài ra, những gia chủ Quý Hợi cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận để kích con đường công danh, tài lộc, thêm phần nở rộ, thành công. Đây cũng là vật phẩm hộ thân tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Quý vị thân mến, trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội tư vấn miễn phí từ thầy Gia Cát tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa màng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Tài lộc của tuổi Quý Hợi tháng 12 âm lịch. Tài lộc dồi dào, vận may và thịnh vượng sẽ ở bên cạnh bạn trên mọi nẻo đường. Đó cũng không phải là điều ngẫu nhiên mà là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng bền bỉ suốt thời gian dài. Người làm công ăn lương ổn định thu nhập còn có thưởng thêm do sự cố gắng và cống hiến của mình. Nhưng cũng chỉ cần chú ý vì tử vi tháng này cho thấy bạn sẽ mất một thứ gì đó, có thể là tiền hay điện thoại, dù giá trị không đáng bao nhiêu nhưng lại ảnh hưởng đến tinh thần của bạn. Có điều, kênh Phong Thủy Gia Cát nhắc nhở bản mệnh hãy giảm bớt thói phù phiếm của chính mình, chớ nên vì thói sĩ diện mà nghiến răng mua sắm hoang phí, bởi có thể chỉ một phút bốc đồng có thể khiến bạn rơi vào cảnh kiếm củi một năm thiêu một giờ. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ Quý Hợi nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội, tình cảm và gia đạo. Về phương diện tình cảm của người tuổi Quý Hợi trong tháng này không thật sự khởi sắc. Với những người độc thân, mặc dù một vài mối nhân duyên sẽ đến với bạn, nhưng tất cả đều không thành do tính cách của bạn không hòa hợp được với đối phương. Dù bạn cẩn trọng, tỉ mỉ nhưng lại không có sự nhiệt huyết và ga lăng. Tuy vậy, bạn cũng đừng quá buồn chán hoặc có những suy nghĩ tiêu cực chỉ là chuyện chưa tới mà thôi. Cần với những người đã có gia đình, xung đột, tranh cãi xảy ra liên tục, cách giải quyết tốt nhất vấn đề của mình là bình tĩnh trao đổi với người bạn đời của mình để tìm ra điểm nhất quán. Tuyệt đối không áp đặt quan điểm bảo thủ của bạn khi có mâu thuẫn. Để kích hoạt đào hoa người tuổi Quý Hợi, hãy sử dụng vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân, giúp hóa giải mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ vợ chồng
và cải vận tình duyên cho những người độc thân. Sức khỏe của tuổi Quý Hợi. Cũng vì quá bận rộn với công việc nên bạn không có thời gian quan tâm chăm sóc sức khỏe bản thân mình. Tháng này sức khỏe không thật sự tốt đối với người tuổi Quý Hợi. Đôi khi cần gạt công việc sang một bên để dành thời gian chăm sóc bản thân, chăm sóc sức khỏe, lên dây cót lại tinh thần, chuẩn bị cho cuộc đua chạy nước rút vào tháng cuối năm. Bạn cần duy trì lối sống lành mạnh và suy nghĩ tích cực, mọi thứ rồi sẽ dần dần. Hãy đến gặp bác sĩ ngay khi bạn cảm thấy bất ổn, đồng thời gia chủ tuổi Quý Hợi cũng nên đem theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi để đem lại sức khỏe và sự bình an trong tâm thức. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ đến anh chị và các bạn về vận trình tử vi tuổi Quý Hợi trong tháng 12 âm lịch. Mọi phương diện đều khá tốt, nhưng gia chủ tuổi Quý Hợi cần chú ý đến việc cân đối chi tiêu và các khoản tiền dự trữ. Để may mắn thành công, các gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp, cùng sự chất lọc những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Cảm ơn quý anh chị đã luôn quan tâm theo dõi video của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau.